Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, Minh Huy mới về một chiếc xe Innova. Thì chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2018, biển số sàn nha các bạn. Thì Huy sẽ quay sơ bộ tình trạng ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này cho các anh chị và các bạn xem nha. Thì chiếc xe này bên Huy mới lái về thôi nha các bạn. Vỏ còn rất là dày. Xe thì mới chỉ chạy được khoảng 30.000 cây số thôi, gắn phim che mưa đầy đủ. Thì bên Huy sẽ tiến hành làm maru cũng như là tiến hành những một số cái chỗ chà xước nhẹ này thì bên Huy sẽ tiến hành sơn lại nha các bạn. Vỏ sau. Bên Huy thì đã kiểm tra 176 hạng mục rồi nha các bạn. Tình trạng động cơ, hộp số, hệ thống điều hòa, hệ thống điện, mọi thứ hoạt động bình thường. Xe thì vẫn còn được bảo hành tới tháng 4 năm 2021 nha các bạn. Đó, xe thì có gắn camera gear ở phía sau. Đây, các chi tiết đèn rồi các bạn. Cảm biến gear ở cản sau đầy đủ. Rồi mình xem qua về hệ thống gầm. Đây gầm nhún còn rất là đẹp nha các bạn. Đây vỏ sơ cua, gai gió còn đầy đủ. Gầm cực kỳ mới luôn. Đây các bạn màu bạc nha. Màu này thì được rất là nhiều các anh chị và các bạn lựa chọn. Màu bạc thì rất dễ chạy, chạy gia đình cũng được các bạn. Các bạn nào có nhu cầu mà kết hợp thêm chạy dịch vụ thì cũng không có ảnh hưởng gì, cũng rất là chuộng khách. Sơ lược cho các bạn coi ha. Xe thì máy lái về bên Huy đang chuẩn bị đưa vào làm maru cũng như là làm đẹp thì chiếc xe này. Này, tổng thể chiếc xe Innova sản xuất năm 2018 nha các bạn. Đó, chiếc xe bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Mới chạy được khoảng 30.000 cây số thôi nha các bạn. Rồi, mình sẽ xem sơ lược thêm cái phần nội thất của chiếc xe này nha. Xin mời các bạn ạ. Đây các bạn xem qua về phần tắp bi cửa và các chi tiết nội thất bên trong của xe. Keo trùng thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng. Còn nguyên vẹn nha các bạn. Xe thì Minh Huy mới lái về, chưa có vệ sinh làm maru cho nên là hơi dơ tí xíu. Hai chủ xe thì gắn một cái miếng ốp inox để tránh việc trầy xước cái lên xuống xe. Còn thảm lót chân thì chủ xe có thiết kế cái bộ bằng cao su, có những cái lỗ có thể giữ nước cho nên là trời mưa rồi thì sẽ rất là sạch. Đây là những chi tiết hơi dơ tí xíu nha các bạn, Minh Huy mới lái về thôi. Còn nội thất bên trong thì còn rất là đẹp. Xe thì đầu DVD, camera gear. Có các phím chức năng là chế độ Eco và Power của hộp số các bạn. Chế độ tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ vượt tốc. Ni lông trần đã được chủ xe bọc. Ghế da nha các bạn. Đây các bạn có thể xem được cái chất liệu của bộ ghế da này. Da này cũng khá là ok đây. Chủ xe đi giữ cũng tương đối là kỹ nha các bạn. Đó. Đây các bạn. Đó, nội thất bọc da chủ xe đi giữ cũng rất là kỹ. Da đồ các bạn thấy không? Còn rất là mới, không có bị sờn, không bị rách. Tắp bi độ sáng và độ mới của các chi tiết ở trong nội thất bên trong. Thì chiếc xe này thì bên Huy về sẽ bảo dưỡng lại chiếc xe cũng như là làm đẹp lại, cho nên là các bạn chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi nha, không lo lắng bất kỳ những vấn đề gì cả. Đây, dưới sàn thì chủ xe đã lót sàn Simly rồi. Đó. Này có chi tiết các bạn thấy không? Độ sáng và độ mới của các chi tiết.
bên trong. Đèn. Ok, rồi sơ lược về cái phần nội thất bên trong cho các bạn coi. Thì xe này thì DVD, camera da, da, ghế da, giống phim, cách nhiệt, rồi nẹp che mưa, cũng đầy đủ rồi, phụ kiện cũng không còn thiếu gì cả. Đó. Còn động cơ thì các bạn xem qua nha. Thì động cơ của chiếc xe này thì còn bảo hành đầy đủ và nguyên bản như thế này nha các bạn. Đó, chủ xe cũng vệ sinh thường xuyên cho nên là động cơ cũng khá là sạch. Bây giờ nó hơi bụi một tí thôi, thì bên Huy sẽ tiến hành làm maru curi lại chiếc xe này. Đây, các bạn có thể xem ha. Đó, nước làm mát rồi, của hãng nha các bạn. Đó, động cơ còn nguyên bản nha. Đó, từng cái bộ lon phân tán, đây khung xương các bạn thấy không, mọi thứ còn nguyên bản. Đó. Thì sơ lược cho các bạn nắm thông tin về chiếc xe Innova được sản xuất vào năm 2018. Thì chiếc xe này mới đi được 30.000 cây số thôi nha các bạn. Đó, vỏ rồi mọi thứ còn nguyên bản, còn rin theo xe hết. Đó, thì chiếc xe này bên Huy đã kiểm tra 176 hạng mục khá là kỹ lưỡng rồi. Tình trạng động cơ và hộp số, mọi thứ là không có lỗi gì cả. Xe còn bảo hành hãng tại bất kỳ các cái đại lý nào, Toyota nào trên toàn quốc. Đó, các bạn có thể đến bảo hành nếu như mà có lỗi về xe nha. Thì chiếc xe này hiện tại bên Huy đang chào bán với giá chỉ là 620 triệu thôi nha các bạn. Chỉ 620 triệu với một chiếc xe Innova 2018 như thế này thì Huy nghĩ là khá là ok cho các anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu muốn tìm cho mình một chiếc xe để sử dụng cho gia đình cũng như là chạy dịch vụ nha các bạn. Rồi thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nếu như các anh chị và các bạn nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì vui lòng đăng ký kênh nha các bạn. Để khi mà có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho các bạn để các bạn có thể đến tham khảo và sở hữu chiếc xe để phục vụ cho gia đình mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.